Xin chào tất cả các em Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 8 tại olm.vn Bài giảng này chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của bài Bà Giờ và Thang PH Trong phần học trước chúng ta đã tìm hiểu về hai nội dung Thứ nhất là khái niệm Bà Giờ Và thứ hai là tính chất hóa học của Bà Giờ Trong phần tiếp theo này Ta sẽ tìm hiểu nốt về nội dung thứ ba, thang pH Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp chỉ số pH trong các tiêu chuẩn về nước sinh hoạt, hoặc khi tìm hiểu về điều kiện phát triển của các loài động thực vật. Đây cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe của con người. Đối với cơ thể bình thường, pH của máu sẽ nằm trong khoảng từ 7,35 cho đến 7,45. Nếu giá trị pH nhỏ hơn 7,35 hoặc lớn hơn 7,45 thì đây là tình trạng đáng báo động, tiềm ẩn nhiều chứng bệnh khác nhau. Vậy thì pH là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống? Ta sẽ tìm hiểu trong bài học sau đây, thang pH. Thang pH được sử dụng để biểu thị độ axit hay là ba giờ của dung dịch. Thang pH thường dùng có các giá trị từ 1 cho đến 14, trong đó khi giá trị pH bằng 7, dung dịch có môi trường trung tính. pH lớn hơn 7, dung dịch có môi trường bazơ và pH nhỏ hơn 7, dung dịch có môi trường axit. Giá trị pH càng cao, độ bazơ của môi trường càng lớn và ngược lại, giá trị pH càng nhỏ, độ axit của môi trường sẽ càng tăng cao. Dựa vào giá trị pH, ta có thể xác định được môi trường của dung dịch là axit, bazơ hay trung tính. Trên slide mà các em đang quan sát là hình ảnh của các dung dịch kèm theo giá trị pH tương ứng. Hãy cho cô biết, các dung dịch đó có môi trường gì? Câu trả lời của các em đã hoàn toàn chính xác rồi. Dạ dày và nước cam có giá trị pH lần lượt là 2 và 4 đều nhỏ hơn so với 7, do đó chúng có môi trường axit. Nước cất và nước muối có môi trường trung tính do pH của chúng bằng 7. Còn nước biển và xà phòng có pH lớn hơn 7 nên có môi trường 3 giờ. Trên thực tế, khi ta đo giá trị pH của nước sinh hoạt sẽ thấy giá trị pH không chính xác bằng 7 do trong đó còn có chứa nhiều ion có thể gây ra tính axit hoặc bazơ cho dung dịch. Bên cạnh đó, giá trị pH còn có thể được sử dụng để so sánh độ mạnh của các axit có cùng nồng độ hoặc các bazơ có cùng nồng độ. Cô có hai dung dịch sau đây. Thứ nhất là dung dịch hydrochloric axit nồng độ 0,1 m với giá trị pH bằng 1. Và thứ hai là dung dịch acetic axit 0,1 m với giá trị pH bằng 3. Theo em, dung dịch nào sẽ có độ axit lớn hơn? Từ đó ta có thể kết luận được gì về tính axit của hydrochloric axit acid và acetic axit? Acid. Như đã nói ở trên, giá trị pH càng nhỏ thì độ axit càng lớn, do đó dung dịch hydrochloric axit 0,1m có tính axit mạnh hơn dung dịch axit acid acetic 0,1m. Và ta có thể kết luận rằng Hydrochloric acid có tính axit mạnh hơn acetic acid. Để xác định được giá trị pH một cách gần đúng, ta có thể sử dụng các chất chỉ thị màu. Mỗi chất chỉ thị sẽ có khoảng chuyển màu cũng như màu sắc trong các môi trường khác nhau. Ví dụ như đối với giấy quỳ tím, sẽ có màu tím khi pH bằng 7, màu đỏ khi pH nhỏ hơn hoặc bằng 6 và chuyển xanh khi giá trị pH lớn hơn hoặc bằng 8 chất chỉ thị phenolphthalein có khoảng chuyển màu là 8. Khi pH đạt giá trị 8 thì dung dịch phenolphthalein sẽ chuyển từ không màu sang màu hồng. Giấy pH hay còn được gọi là giấy chỉ thị vạn năng là hỗn hợp của nhiều chất chỉ thị khác nhau, có các màu sắc ứng với giá trị pH từ 1 cho đến 14. Ta có thể thực hiện một thí nghiệm như sau. Nhung giấy chỉ thị vạn năng vào trong dung dịch nước vô trong và quan sát sự thay đổi màu sắc của giấy. Trong trường hợp này ta thấy rằng phần giấy ngấm vào dung dịch chuyển sang màu xanh lam. So sánh với bảng màu thấy ứng với giá trị pH bằng 12. Vậy ta kết luận rằng dung dịch nước vô trong đã sử dụng có pH bằng 12. Tương tự như vậy, cô thay dung dịch nước vô trong bằng nước ép chanh. Các em hãy quan sát hình ảnh và cho cô biết giá trị pH trong trường hợp này là bao nhiêu. đúng như dự đoán. Khi so sánh với bảng màu, nhận thấy rằng màu hồng này ứng với giá trị pH bằng 2, hay nói cách khác, nước ép chanh có pH bằng 2. Khi cần xác định pH với độ chính xác cao, người ta sử dụng các thiết bị đo pH như máy đo pH hay bút đo pH. Với các thiết bị này, ta cần đưa đầu đo pH vào dung dịch cần xác định và đọc trị số hiện ra ở trên màn hình. Như cô đã nói ở đầu bài, pH có ý nghĩa to lớn ở trong thực tiễn. Chẳng hạn như tôm, cá sống trong môi trường có pH từ 7 cho đến 8,5 và rất nhạy cảm với sự thay đổi pH của môi trường. Hay mỗi loài thực vật có thể phát triển trong một khoảng pH xác định. Do đó khi lựa chọn nuôi trồng cây cối thủy hải sản, ta cần nghiên cứu điều chỉnh pH của môi trường sống cho phù hợp với khả năng phát triển của từng loài. Đối với con người, pH cũng đóng vai trò to lớn Mỗi cơ quan trong cơ thể đều có giá trị pH ở ngưỡng cố định. Khi giá trị pH tăng cao hoặc giảm thấp sẽ dẫn đến nhiều bệnh lý, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Trong tự nhiên, ta đã từng nghe đến hiện tượng mưa axit xảy ra khi pH của nước mưa nhỏ hơn 5,6. Mưa axit phá hủy cây cối, sắt thép, do đó việc nghiên cứu về pH và nhận biết được các hiện tượng thiên nhiên bất thường, từ đó điều chỉnh hoạt động sản xuất sao cho ít ảnh hưởng tới môi trường nhất có thể. Để tổng kết bài học ngày hôm nay, cô có một số tóm tắt như sau. Thứ nhất, theo thang pH, dung dịch có pH bằng 7 thì có môi trường trung tính. Dung dịch có pH lớn hơn 7 thì có môi trường bazơ Và dung dịch có pH nhỏ hơn 7 có môi trường axit. Thứ hai, để xác định khoảng pH của dung dịch, có thể sử dụng các chất chỉ thị như quý tím, phenolphthalein hay giấy chỉ thị vạn năng. Thứ ba, Giá trị pH có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn, ảnh hưởng mạnh đến đời sống của con người và thực vật. Bài giảng của cô sẽ kết thúc tại đây. Để làm thêm các bài tập vận dụng, mở rộng, các em hãy tham gia khóa học Khoa học tự nhiên lớp 8 tại olm.vn.